Cô ơi, cậu Luân sắp về chưa ạ? Cô, anh Luân chuẩn bị về cháu nhờ cô dọn ra, tại sao có ít đồ này nữa ạ? Cô thông cảm, hôm nay tôi đi chợ muộn quá, cho nên là chỉ còn có bấy nhiêu thôi ạ. Kìa, không phải là sốt hay sao? Không lẽ cô lại ăn vụng trước à? Tôi xin phép thôi, tôi đi làm việc khác. Cô Luân này, cô làm với cháu được mấy tháng rồi đúng không ạ? Tính cháu rất là thẳng thắn, nếu như mà trong quá trình làm ấy, cô có cần gì, thiếu gì thì cứ nói cháu một câu. Chứ đừng nói một đằng rồi làm một nẻo, cháu không thích như thế đâu. Bố khỉ con danh, ở nhà ăn bám á, mà dám lên mặt dạy đời tao à? Anh về rồi đấy à? Yên tâm đi. Nhờ em, mà hôm nay không biết giấu mặt vào đâu cho đỡ nhục đâu. Có chuyện gì thế? Em nhìn túi hoa quả này đi, anh nhờ em đi mua hoa quả để biếu sếp, thì em phải mua hàng xịn chứ. Em mua hoa quả thối nát mục rữa như thế này thì anh biết tặng ai? Cháu bảo là cô đi ra siêu thị mua hàng nhập khẩu về để cho anh Luân đi tặng sếp. Thế tại sao cô lại mua hàng thối nát như này? Mua hoa quả của hàng rong vừa rẻ, mình lời được mấy lít, ai khôn mình chứ. Tại vì cô dặn tôi là phải chi tiêu khoa học rồi tiết kiệm, cho nên là tôi ra cái hàng bán rong ấy, tôi mua cho nó rẻ. Cháu bảo cô là chi tiêu khoa học để tránh lãng phí, chứ cô bảo cô là đi ra quán hàng rong để mua cái loại thối nát về để dùng đâu ạ? Anh nhờ em đi mua, chứ không phải là anh nhờ em xong rồi em nhờ cô Vân đi mua, em hiểu chưa? Anh nghĩ lại đi, từ giờ ấy, anh không muốn chuyện này xảy ra đâu. Cháu đến mệt với cô luôn đấy. Tôi mời cô ăn hoa quả. Cô ạ, cháu nói thẳng với cô nhá, từ nãy rồi cháu đứng ở kia cháu nhìn thấy hết rồi. Cô cắn móng tay rồi dùng chính cái tay đấy để gói hoa quả cho cháu ăn, như thế có chấp nhận đúng không ạ? Cháu nói với cô rất là nhiều về vấn đề này rồi, nếu mà cô định làm gì liên quan đến đồ ăn ý, thì làm ơn ra rửa tay rồi đeo găng tay vào rồi mới làm cho cháu. Cô nhớ chưa ạ? Dạ. Ôi, em làm gì mà mắng cô thế? Chỉ ở ngoài kia chị nghe còn sợ đấy. Sao chị vào đây được? Cửa có khóa đâu. Cô lại quên không khóa cửa để cho người ngoài tự ý vào nhà mình rồi đây này. Tôi xin lỗi cô, lúc nãy tôi đi chợ về tôi quên tôi không đóng cửa. Khiếp, cô có làm cái gì em đâu mà em cứ mắng cô xa xả thế. Mà chị có phải là người ngoài đâu, chị là bạn thân của chồng em bao nhiêu năm nay. Chị cũng coi ngôi nhà là ngôi nhà thứ hai của chị rồi. Dạ. Hiện tại thì chồng em không ở nhà, em thì hơi mệt nên vào phòng nghỉ trước. Chị cứ ngồi chơi tự nhiên đi ạ. Cô này, cái Lệ nó mắng cô như thế, cháu là người ngoài nghe còn sợ, chắc là cô vất vả lắm nhở. Đấy, cô thấy không, tôi làm quật luôn tay luôn chân từ sáng đến tối, thế mà cứ động đến ý là cô mắng rồi cô chửi. Tôi bằng từng này tuổi rồi phải đi ra ngoài để kiếm tiền khổ lắm cô ạ. Mà cô này, con Lệ nó trả lương cho cô thấp lắm đúng không? Đây, cháu có một ít, coi như là biếu cô để cô tiêu vặt. Thôi, tôi không dám nhận đâu. Thôi, cô cứ cầm lấy đi cho cháu vui. Thế thôi, tôi cảm ơn cô nhá. Đấy, cô chủ nhà tôi ấy, mà hiểu chuyện được bằng nửa cô, thì có phải là tôi đỡ bao nhiêu không? Cô Vân ơi, cô pha sữa xong rồi mang vào phòng cho cháu nhá. Dục, lúc nào cũng dục gì dục khỏe thế? Cô My, cháu nhìn thấy tất cả lúc mà cô nhổ nước bọt vào sữa cho con Lệ rồi. Cô My ơi, tôi xin cô, tôi van cô đấy, cô đừng nói cho cô Lệ, nếu không thì cô ấy đuổi việc tôi mất. Cô cứ mang sữa vào cho con Lệ đi, xong ra ngoài nói chuyện với cháu. Tôi hứa với cô, từ nay trở đi tôi sẽ không làm thế với cô Lệ nữa đâu. Cô đừng nói với cô Lệ mà tôi bị đuổi việc mất. Được, nhưng mà cô phải làm theo kế hoạch của tôi. Cô ơi, cô có sao không ạ?
con đang chuẩn bị đi đổ rác mà tự nhiên đau bụng quá. Cô đi đổ hộ tôi được không? Tôi vào nhà vệ sinh một tí. Vâng, cô đi đi. Vâng. Lại khóa này nhở? Có ai không? Cứu tôi với! Có ai không? Có ai không? Cô cứ đứng đấy mà kêu đi. Không ai cứu được cô đâu. Nha. Sao bà lại ngồi đây một mình? Vợ tôi đâu? Ông thì tôi biết thế nào được. Tôi đang buồn lắm. Hôm nay tôi còn đích thân mang cả đồ nhậu sang đây để nhậu đấy. Có chuyện gì vậy? Thì ông uống đi rồi tôi kể. Uống đi. Uống đi, uống nhiều vào thì mới kể được. Hôm nay tôi buồn lắm luôn đấy. Đi. Tôi uống hết rồi. Ông á, phải uống với tôi. Ông không được bỏ rơi tôi vì tôi đã quá là buồn rồi, nghe chưa? Trời ơi, chưa kể chuyện được mà đã xin rồi đi. Chụp nhiều ảnh, nhiều góc vào. Quay cả video nữa, nhớ là phải rõ mặt vào. Nhưng mà sao phải chụp nhiều ảnh, quay nhiều video hả cô? Đấy là bằng chứng, mai sau nó xảy ra chuyện bất chắc thì làm sao? Đây, xong rồi, cô xem ảnh có đẹp không? Được rồi, nhiệm vụ của bà xong rồi. Bà đi ra ngoài kia mở cửa, cho con Lệ vào đây nhìn cái cảnh nóng hổi đi. À vâng ạ. Phải không anh yêu? Sao mày lại tỉnh lại? Cô không cần gọi Lệ vào đây đâu. Vì chính tôi sẽ kể cho cô nghe tất cả mọi chuyện. Sao mày lại tỉnh lại được đó? Đơn giản thôi. Vì tôi không uống rượu. Tôi uống nước lọc. Bản thân. Đợi tôi một tí, tôi vào tôi lấy thêm mồi. Đúng hơn, vì tôi với cô là bạn. Tôi sẽ không để cô đạt được mục đích của mình đâu. Hóa ra là cô thích cậu luôn này. Đấy không phải về của cô. Cô chỉ cần làm theo kế hoạch cả đường. Miễn là làm cho anh Luân chia tay con Lệ đi để đến với tôi cho nhanh vào. Đây sẽ là một nửa số thù lao. Làm xong thì tôi sẽ đưa nốt. Yên tâm, làm với tôi không thiệt đâu. Vâng, cô yên tâm ạ. Tôi sẽ làm theo tất cả những gì mà cô bảo. Hai người làm cái trò đấy sau lưng tôi đâu. Cô đứng lại đã. Cứ ngẩng cao đầu mà đi. Không việc gì phải đi như thế. Nhưng mà ấy, việc của cô bây giờ ấy là dọn dẹp tất cả đồ đạc và đi ra khỏi đây. Cậu. Cô bị đuổi. Cậu. Cô yên tâm đi. Tiền lương của cô tháng này tôi sẽ vẫn trả đủ. Nhưng mà tôi sẽ nộp lại tất cả những bằng chứng của cô cho bên môi giới làm việc để xem còn gia đình nào thuê cô về làm vụ việc nữa không. Cậu ơi, tôi xin cậu đấy, cậu tha cho tôi đi. Tôi cũng chỉ vì mưu sinh, vì miếng cơm manh áo thôi mà. Tôi xin cậu. Miếng cơm manh áo? Mà cô tiếp tay những người xấu tôi như thế à? Đi thế vậy. Đi. Luân, tớ với cậu cũng chơi mấy chục năm rồi. Bây giờ tớ làm tất cả như thế là vì cậu thôi mà. Vì tôi mà cô dám đối xử với tôi như thế à? Cũng may tôi nhận ra sớm. Không thì gia đình tôi tan vỡ từ lâu rồi. Việc của cô bây giờ là dọn đây, tật sạch sẽ cái đống đổ nát của cô ấy đi. Tôi sẽ đón vợ tôi.